câu 30 này và câu 29 trước này. Số dung dịch phản ứng được với sự hóa hai lần này. Các em lưu ý này, các em phải thực lưu ý cho thầy là điều kiện để phản ứng được với CuOH hai lần. Thứ nhất là thằng axit. Thứ hai là thằng chó. Thứ ba là có nhóm OH đa kể. Được chưa? Vậy mình có này. Anh này axit này. Đến câu này rất nhiều bạn bị sai, nên là chắc chắn học sinh của thầy nghĩ là không được sai. Được này. OH đa kề này. Được này. Tại sao nó là OH đa kề, em nhìn kỹ nhé. CH4OH này. C này. OH này. C này. OH này. Hai nhóm OH là đa nhé. Kề nhau chưa? C3H5O3 này. 2 này, 3 này. OH này. OH này. OH đúng đa chưa? Đúng kề chưa? Ok này. Glucose em biết thừa rồi. Đúng không? Có 5 nhóm OH được. Saccharose OH đa kề được. C5H không. Còn thằng amuin nữa. Amuin là gì? Là pep, là protein. Hầu hết các protein đều được. Có cái cứ tripeptide trở lên. Trở lên. Vậy amuin ok. Và mình được 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh. Đáp án đúng mình là đáp án C. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 30 nhá. Cao Quang Hảo tốt, chính xác, rất tốt. Hảo hiểu không em? Minh Anh hiểu bài chưa em? Minh Anh với Hảo hiểu bài không? Mình sang tiếp nhá. Câu số 30. Câu số 30 này. Một dung dịch X có chứa này, thầy vẽ ra nhé. Ba2 cộng, tốt. Hào hiểu bài rồi. 0,01 mol. NO3 trừ 0,01 mol. OH trừ amon. NA cộng bmon. Đấy, mình nhìn nha. Để trung hòa lượng dung dịch X, có nghĩa để trung hòa, khi em nhớ từ trung hòa này, trung hòa là làm sao cho số mol axit bằng bao giờ. Em cứ hay bị nhầm saccharose. Saccharose thì nó là C12H22O11 Minh Anh nhá. Thì thằng này nó rất là dễ thôi. Thằng này nó có nhóm OH đa kề và có nhóm chức ceton. Em cứ nhớ vậy, OH đa kề và nhóm chức ceton là ok ngay. Thì tiếp tục quay trở lại nhé. Trung hòa lượng dung dịch X thì cần dùng 400ml dung dịch HCl. Lưu ý này, pH bằng 1 này, thầy nhát này. pH bằng 1. Suy ra nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 1. Suy ra số mol H cộng sẽ bằng 10 mũ trừ 1 nhân với thể tích này 0,4 này thì bằng 0,04, được chưa? Vậy số mol HCl bằng 0,04 nhé. Thế thì do là phản ứng trung hòa nên H cộng phải bằng OH trừ. Vậy A bằng 0,04. Được chưa? Hiểu không? Đến đây này, thầy bảo toàn điện tích. Đến đây thầy bảo toàn điện tích. Đến đây thầy bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích. Thầy sẽ có này. Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm 0,01 x 2 cộng với B nhân 1 bằng 0,01 nhân 1 cộng với 0,04. Đến đây thì bấm để tìm được B. Nhập được luôn, 0,01 cộng 0,04 bằng 0,05 chứ 0,02, vậy B bằng 0,03. B bằng 0,03. Vậy anh này bằng 0,03. Ok chưa? Nha. Khối lượng chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch X nói trên. Thế vậy khi tác dụng HCl ấy, thì các em lưu ý này, nó tạo thành nước. Số mol là 0,04 rồi. Không có gì bay lên cả. Đấy chưa? Không có gì bay lên cả. Thế vậy, để tính được ý, thì thầy nên sử dụng bảo toàn khối lượng cộng với lại muối này. Sử dụng bảo toàn khối lượng. Thế có tổng khối lượng này cộng với khối lượng HCl này trừ đi khối lượng nước này thì bằng mờ muối.
Đúng chưa? Em nhìn thấy không? Thì nhắc lại nhé. Cộng tổng khối lượng bọn này này, cộng với khối lượng HCl là khối lượng các chất tham gia phản ứng nhé, trừ đi khối lượng nước thì bằng khối lượng muối. Vậy nhìn kỹ thầy bấm máy tính này. Các em nên nhớ rằng là lá tim của thầy thì phải bấm máy tính bằng tay trái thì mới khủng được. Thầy bấm máy tính tay trái cho em nhìn nhá. Cùng bấm với thầy nhá. 0,01 nhân với bari 137 cộng với này, Nova trừ này, 0,01 nhân 62 này cộng với này, OH trừ này, 0,04 nhân 17 này cộng với này, Na cộng này, 0,03 nhân 23 này bằng này, 3,36 này cộng HCl này, 0,04 nhân 36,5 này bằng này, 4,82 này trừ nước này, trừ 0,04 nhân 18 này bằng này, 4,1 gam. Ơ không có đáp án à? Đấy, không có đáp án thì nó có vấn đề nữa. Đấy, bây giờ các em phải nhìn cho thầy xem vấn đề mình bị lỗi ở đâu. Bởi vì ở đây cô cạn dung dịch X nói trên thì nó phải không có đáp án này, 4,1 này. Em nhìn không? Đấy, bốn bạn nhìn không? Đấy, vậy là ở chỗ này mình đang bị dạy lỗi. Đúng không? Mình đang bị dạy lỗi đâu? Đấy, mình đang bị dạy lỗi đâu? Thế mình lưu ý này. Thế chắc chắn mình cô cạn được có phải muối thầy gồm là Ba2 cộng không? 0,01 này. NO3 trừ 0,01. Na cộng 0,03. Và Cl trừ 0,04 không? Đúng không? Thế thầy nhân lại khối lượng vào này nhá. Chắc chắn nhá, 0,01 nhân 137 cộng với 0,01 nhân 62 cộng với 0,03 nhân 23 cộng 0,04 nhân 35,5 bằng. Nó vẫn bằng 4,1 à? Thế chắc là lỗi đâu nhỉ? 0,01 nhân 137 này cộng với lại 0,01 nhân 62 này cộng với 0,03 nhân 23 này cộng với lại 0,04 nhân với lại 35,5 chứ. Đúng không? Nhân với lại 35,5. HCl có pH, khối lượng chất rắn BaCl NaNO3. Thế thì khả năng cao câu này lỗi đề các em ạ. Khả năng cao câu này bị lỗi đề. Kết quả là phải bằng 4,1. Khối lượng chất rắn thu được sau khi cô cạn thì bọn muối này nó không bị phân hủy được. Bọn muối này không bị phân hủy. Đúng rồi, câu này đề lỗi. Đề lỗi nhá. Kết quả thì bằng 4,1 gam. Ok chưa? Đây bị lỗi mất chút, thông cảm tí. Sang câu 31 này. 31 này phê đấy. 31 đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Thầy dạy ra cách cực kỳ nhanh. Siêu nhanh. Để ý nha, mình nhìn này. Z2O này, Z2O2 này đều có cấu tạo mạch thở. Số mol bằng nhau. CH2O nhá. CH2O2 nhá. C2H2O2 nhá. Số mol bằng nhau gì? Được chưa? Do số mol bằng nhau thì đặt hết chung thì số mol này bằng nhau đặt A này. Thì để tìm này. Carbon trung bình này bằng A cộng với A cộng với 2A chia tổng số mol là 3A. Đúng không? Tổng số mol này bằng 3 mà. Thì phải bằng 4/3. Số nguyên tử hydro trung bình bằng 222. Số nguyên tử oxy trung bình bằng A cộng 2A cộng 2A chia cho 1, 2, 3 bằng 5/3. Vậy từ đây cái hỗn hợp này này, hỗn hợp này thì để suy ra là nó là gì? C4/3H2O 5/3. Ok chưa? Thế đặt số mol này x mol. Hấp đốt cháy thì thầy thu được CO2 H2O hấp thụ vào nước vào trong dư. Thu được CaCO3. Được chưa? Thế thì với hấp thụ khối lượng dung dịch giảm 17 gram. Có nghĩa là âm 17 gram
thì bằng giảm 17 gram, nghĩa là âm 17 gram thì bằng m vào trừ m ra. M vào chúng ta là mc2 cộng nước, m ra chúng ta là m kết tủa. Thế thì tìm được số mol CO2 là 4,3x bảo toàn carbon. Số mol nước là 2x chia cho 2 thì còn x. Vậy do dư nên số mol kết tủa CO2 chính bằng số mol CaCO3 4/3x. Vậy thì thế vào đây thì được. Chào Nam Trần. Vậy mình có này. MCO2 này. 44 nhân 4/3x cộng với 18x trừ đi 100 nhân 4/3x thì bằng âm 17. Vậy đến đây chúng ta tìm được x. Thì em bấm máy tính giúp thầy xem x bằng bao nhiêu. Nào bấm máy tính giúp thầy xem x bằng bao nhiêu. Nào. X bằng bao nhiêu? 44 này nhân 4 chia 3 này cộng 18 này trừ đi 100 này nhân 4 chia 3 bằng đấy 17 chia n bằng 0,3. Số mol không bao giờ âm mà. X bằng 0,3. Vậy số mol này bằng 0,3. Cho hợp x như trên tác dụng với lượng dư Ag NO3 trong NH3 thì thu được tối đa m gamma. Tốt, Cao Quang Hạ chính xác, Minh Anh tốt, chính xác. Bây giờ là cho tất cả bọn này đi tác dụng với tối đa Ag NO3 trong NH3. Thế mình chú ý này. Vậy suy ra này, số mol anh này chia đều. Tổng số mol 0,3, thằng này 0,1. Thằng này 0,1. Thằng này 0,1 mà. Đúng chưa? 3 này 0,1. Đúng không? Thế mình lưu ý này. Anh C2OH này, C2O này là HCRO. Anh này là HCOOH. Anh cuối là anh cuối anh gì? CHO. CHO. Tất cả bọn này trắng bạc. HCRO này. HCRO cho ta 4 bạc. Là 0,1 nhân 4. HCOH cho ta 2 bạc. Vậy là cộng với 0,1 nhân 2. Hai nhóm chó cho ta 4 bạc. Vậy là 0,1 nhân 4. 0,1 nhân 4 và 0,1 nhân 2 cộng 0,1 nhân 4 thì bằng 1. Đúng chưa? Vậy 1 thì khối lượng bạc của chúng ta bằng 108. Đáp án đúng, đáp án gì? Đấy, em thấy không? Rất là tiếc cho những cái bạn mà không được vào cái nhóm này học cùng thầy, đúng không? Vào cái nhóm này học cùng thầy là khủng liền. Mình sang câu 32, câu lấy mốc 8 điểm. Nên nhớ mục tiêu của chúng ta là mục tiêu lấy 8. Nhưng mà thầy lại chữa cho các em rất kinh. Hỗn hợp ethen no đơn trước mạch hở và hai amin no đơn trước mạch hở. Ethen no đơn trước này. Dĩ nhiên thầy dạy lúc nào cho ai? Ethen no đơn trước. CN H2N. Nhớ rủ các bạn vào học nhá, Su Nguyễn nhá. O2 này. Hai amin no đơn trước mạch hở này. Mình phải nhớ được công thức tổng quát nhé. Amin no đơn trước mạch hở là, ở đây không nói cho là có cùng là đồng đẳng hay không, thì nó là CM H2M cộng 3N là đồng đẳng kế tiếp nhau này. MX nhọn MY này. Thế đây là M trung bình. Đốt cháy một hoàn toàn một lượng M thì cần dùng oxy. Số mol oxy bằng 0,225 mol thì thu được nước này, nitơ này, CO2 này 0,12. Được chưa? Thế thì mình lưu ý tí. Ở đây O2 nhưng mình chưa biết số mol. Đấy, mà đề bài yêu cầu chúng ta là xác định công thức phân tử của Y. Thế thì bây giờ thế này mình phải làm được kiểu chặn khoảng. Mình bắt buộc phải làm được kiểu chặn khoảng thì mình mới giải được bài này. Thế giờ thầy đặt nhé. Giả sử như, giả sử như hỗn hợp này chỉ gồm hỗn hợp amin. Đúng chưa? Trường hợp 1. Trường hợp 1 là giả sử chỉ amin. Thì có phải thầy được là CM trung bình H2M trung bình cộng 3N cộng oxy 0,225 để tạo thành nước nitơ CO2 không nhỉ? 0,12 không? Được chưa? Thầy đang giả sử. Thế thì
Thầy hoàn toàn thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy để thầy tìm được nước. Em chú ý nhá. 0,12 nhân 2. Sorry. Tổng oxy bên này là 0,25 nhân 2 trừ đi 0,12 nhân 2 bằng 0,21. Nhưng em còn lưu ý cho thầy này. Đây là giả sử không có đằng này thôi. Chứ nếu mà có thì số mol của nước nó phải nhỏ hơn 0,21 đúng không? Đúng chưa? Vậy chắc chắn thì tìm được là số mol nước trong này nhỏ hơn 0,21. Được chưa nào? Đấy, thế thì do số mol của nước này nhỏ hơn 0,21 đã. Thì mình đẩy đến đấy đã. Bây giờ mình sang nhé. Trường hợp số 2 này. Trường hợp số 2 này. Giả sử chỉ ST. Thì chưa làm được gì đâu ạ. Mình đang giữ là thằng 0,21 đấy đã này. Nước nhỏ 0,21. Vậy thì thầy tìm được số mol của amin no đơn hở là bằng 0,21 trừ 0,12 chia 1,5. Đây công thức tự tính cháy nhé. 0,21 trừ 0,12 bằng chia 1 bằng 0,06. Bằng 0,06. Thế thì ngay lập tức cái này bằng 0,06 này. Vậy thì do nước nhỏ 0,21 nên suy ra N amin phải nhỏ 0,06. Suy ra N nitơ. Được chưa? Thế xong rồi đấy. Nhỏ 0,06. Vậy thầy tìm được số nguyên tử carbon trung bình của amin phải nhỏ hơn 0,12 chứ 0,06 nhỏ hơn 2. Carbon trung bình của amin mà nhỏ hơn 2 thì chắc chắn một thằng phải là CH5 nào. Đồng đẳng kế tiếp thì CH5 nào thì đồng đẳng kế tiếp nó phải là CH7 nào. Các em hiểu chiêu thức nào không nhỉ? Các em hiểu chiêu thức nào không? Các em có hiểu bài không? Thầy giảng các em có hiểu không? Comment cái thầy xem nào. Không hiểu chỗ nào bảo thì thầy nhắc lại. Những câu lấy 8 là những câu phải như thế này. Mình bắt buộc phải làm như vậy. Nếu mình không làm như vậy thì rất là không thể khủng được. Thế thì cái skin này không phải ai cũng có đâu. Cái skin này là skin là giả sử như không có anh này. Đấy, nó phải có chiêu thì mới làm được những câu như này. Nhá. Tiếp tục, dĩ nhiên vào nhóm trả phí của thầy nó phải khác. Nhớ Cao Quang Hảo mai ra trường rủ các bạn vào học nhé. Luyện lên khủng thì nó phải khác biệt. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 33 nhé. Sẽ tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 33. Câu số 33. Do là 22:36 rồi. Mình bị cay khủng. Dưới này còn nhiều câu hay lắm. Câu 33 này. Cho kẽm tới dư, chú ý là kẽm dư nhé, vào dung dịch gồm HCl này, NaNO3 này, 0,05 mol này, KNO3 này, 0,1 mol này. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch có m gam muối, m gam cộng với 0,125 gam hỗn hợp hai khí không màu, một khí hóa nâu trong không khí. Vậy một khí hóa nâu trong không khí chắc chắn là khí NO. Khí còn lại chưa biết, nó có thể là không màu mà, có thể N2, có thể N2O, mình không biết nha. Tỷ khối so hydro là 12,2. Vậy phân tử khối trung bình của nó là 24. 2,2 nhân 2 bằng 24,4. Anh này bằng 30 rồi. Đúng chưa? Anh này bằng 28. Đúng chưa? Anh này bằng 44. Nhưng đây là 24,4. Thì nó phải nằm giữa. Chắc chắn khí này khí NO, phải không thể là nitơ được. Bởi vì nếu không thì nó phải nằm giữa, không thể N2O được. Vậy là loại này. Vậy còn một khí nữa mình không nhớ đến. Mình nhìn H cộng này. Vậy chắc chắn khí này khí hydro. Hai. Đấy, các em lưu ý nha. Để tính ý rồi. Đấy này này, 30 trừ 22,4 này thì bằng bao nhiêu nhỉ? 30 trừ đi 24,4 thì bằng 5,6. 2 trừ 24,4 thì bằng 22,2.
2,2. 242,4. 2,4 chia cho 5,6 thì bằng 4. Vậy có nghĩa là anh này bằng 4 lần 1. Nhìn này, nhìn kỹ skin của đây này. Tổng số mol 0,125 mà chia làm 5 phần. Vậy mỗi phần bằng 0,125 chia 5, 0,025. Vậy số mol hydro bằng 0,025. Số mol nitơ bằng 0,025 nhân 4 bằng 0,1. Được chưa nào? Đấy, thế tiếp tục nha. Thế tiếp tục nha. Vì nó sinh ra khi hydro. Do sinh ra hydro dẫn đến NO3 trừ phải hết. Được chưa? Thì thực ra mình tìm thôi này. Vì sinh ra hydro nên NO3 trừ phải hết. Thế mình nhìn nhá. Tổng số mol NO3 trừ bên này 0,05 cộng 0,1 0,15. Mà NO mới có 0,1 thôi. Điều này chứng tỏ rằng là trong muối này phải có muối NH4 cộng. Được chưa? NH4 cộng là NH4Cl. Mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ mình có 0,05 này cộng 0,1 này trừ đi 0,1 này thì bằng 0,05 đúng không? Chia 1 thì anh này NH4Cl bằng 0,05. Được chưa? Các em hiểu không? Đấy, thế đến đây xong rồi đấy. Đến đây xong rồi đấy. Đến đây nhá. Mình tìm được số mol của kẽm. Bảo toàn electron. Tìm được số mol kẽm phản ứng. Thì bằng, có phải tất cả mọi thằng phải chia cho 2 không? Chỉ muốn thằng kẽm nhiều nghe thôi mà. Vậy mình có này. NO này, nhận 3 này. 3 nhân 0,1 này. Hydro nhận 2 này. 2 nhân 0,025 này. Nitơ trừ 3 này. Dương 5 về trừ 3 nhận 8 này. 0,05 này. Được chưa? Vậy thì bấm nhé. Bấm máy tính tay trái này. 0,3 cộng với 2 nhân 0,025 cộng với 8 nhân 0,05 bằng 0,75. Chia 2 này thì bằng 0,375. Bằng 0,375. Được chưa? Vậy đến đây mình tìm được mà muối nhá. Vậy suy ra. Suy ra mà muối. Mình lưu ý này, trong muối này của mình có NH4Cl nhá. Chắc chắn có ZnCl2 này. Và còn thằng natri và thằng kali nữa các em ạ. Nhá. Thế là có cả thằng NaCl này và KCl. NaCl 0,05. KCl 0,1. ZnCl2 vừa tìm được là 0,375. Vậy mà muối này bằng MnaCl cộng KCl. Mà muối bằng MnaCl cộng KCl cộng ZnCl2 cộng NH4Cl. Đúng chưa? Thế nhìn thì bấm máy tính nha. 0,05 nhân với 23 cộng 35,5 cộng 0,1 nhân với 39 cộng 35,5 cộng với 0,375 nhân với 65 cộng 71 cộng với 0,05 nhân bằng một đơn 14 cộng 4 cộng 35,5 bằng 64,05. Vậy gần nhất với 64. Đấy chưa? Đấy là những cái cách giải cực kỳ nhanh. Em hiểu bài không? Hiểu bài ấy, thì bây giờ sang cái câu số 34 này này. Thầy cho em một skin giã man câu 34 luôn, dành tặng cho tất cả các em của trong nhóm mình tối nay học theo thầy. Và nhớ là đủ các bạn cùng học nhá. Nhớ là đủ các bạn cùng học thì thầy mới vui. Thì em mới phô cho em nhiều skin nữa. Sang câu 34 này. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa thì nhìn nhá. Sẵn sàng rồi thì nhìn này. Hỗn hợp M của một peptide X và một peptide Y. Rồi không quan tâm. Tỷ lệ mol X chia Y là 1/3. X Y 1/3. Vậy thằng này là A thì thằng này là 3. Vậy thì tách. Vậy thì tách thằng X thành là X Y Y Y thì gọi đây là A A A A. Sau khi thể tách cái cộng, nhìn kỹ nhá, cộng bọn này lại với nhau này, có thể được là X Y Y Y amon và sinh ra 1, 2, 3 nước không? Vậy số mol nước là 3. Ok chưa?
thủy phân hoàn toàn mg, đây thủy phân này, thì ra được glycine này và alanin này. Glycine mình tìm được số mol luôn này, 81 chia cho 75, 1,08. Ala này, 42,72 chia cho ala, chia cho 89 thì bằng 0,48. Em nhìn kỹ nhé, 1,48 chứ 0,48. Skin này, 2,25, 2,25 thì bằng 9/4. Vậy thầy nghĩ ngay đến anh peptide này của thầy này là gly 9 ala 4, chỉ có anh này thỏa mãn thôi. Thầy tìm được số mol luôn, 1,08 chia 9, 0,12. Vậy thì tìm được a thầy bằng 0,12. Vậy 3 bằng 0,36. Để bài hỏi giá trị của mỡ thì để bài hỏi giá trị của mỡ thì thủy phân hoàn toàn mg đấy gì? Đây thì là cộng bảo toàn khối lượng cộng khối lượng bọn này lại thì ra khối lượng mỡ gì. Vậy mình có m bằng này 0,12 này nhân với này gly 9 75 nhân 9 ala 4 này 89 nhân 4 này trừ đi này. Số liên kết peptide này 9 cộng 4 là bằng 13, 13 trừ đi 1 bằng 12 nhân 18 này cộng với 3 là 0,36 nhân 18 ra m luôn này. Bấm nha, 0,12 nhân bằng 1 đơn 75 nhân 9 cộng với 89 nhân 4 trừ đi 12 nhân 18 cộng 0,36 nhân 18 bằng 104,28. Tao đừng đăng gì, skin cực kỳ kinh khủng. Em thấy kinh không? Giải cực kỳ nhanh, tất cả các câu peptide dạng như này giải được chiều này hết. Mức 8,5 này, mức 8,5. Các em nhớ lấy giấy bút và ghi nha. Thầy bảo rồi, nhóm VIP của thầy thực sự VIP, VIP hơn rất các cả tất cả các nhóm khác. Các nhóm khác cứ giả vờ VIP thôi. Nhóm của thầy là VIP thật, nó chất thật, chất hơn cả nước cấp. Chúng ta sang tiếp nhé, câu 35 nhé. Hòa tan hoàn toàn kẽm, số mol kẽm bằng 42,9 chia 65 bằng 0,66. Trong lượng vừa đủ dung dịch khác nổ 3 đủ nhá. Sau phản ứng thu được dung dịch A, dung dịch A chắc chắn là ZN nổ 3 hai lần. Hai mũi tan thì chắc chắn có N4 nổ 3 và khí NO và N2O. Ui, không cho ra tỷ khối em. Đấy, không cho ra tỷ khối mà mệt này. 4,032 chia 2,4 bằng 0,18 mol. Không cho ta tỷ khối mệt. Đúng không? Thế thì mình có này. Mình có này. Muối này. 129,54 này. Bảo toàn kẽm này. Đây là 0,66 đúng không? Thì kém chưa đây 0,66. Vậy đây mình bảo toàn khối lượng mình ra được m nó 4,03. Mình có nhé, m nó 4,03 thì bằng 129,54 trừ đi m kém là 0,66 nhân với 65 cộng 62 nhân 2 189. Đây có này, 129,54 trừ đi 0,66 nhân 189 bằng chia cho phân tử khối này là 80, 0,06 mol. Mình đặt số mol NO là A, số mol N2O là B. Thấy có hệ phương trình đầu tiên là A cộng B bằng 0,18. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn E. Kẽm lên kẽm dương 2 thì bằng NO nhận 3E, 3A, NO nhận 8, 8B
Nó 4 đầu 3, nitơ dương 5. Về nitơ trừ 3, 5 trừ 3 bằng 8. 8 nhân 0,66. 0,06, sorry. Đến đây bấm máy tính giải. 1 bằng 1 bằng 0,18 bằng 3 bằng 8 bằng 0,66 nhân 2 trừ đi 8 nhân 0,06 bằng A bằng 0,12, B bằng 0,06. Vậy đến đây mình tìm giá trị của V. Do đây là kẽm phản ứng thôi. Thế thì các em có rất nhiều cách làm. Các em phải bấm máy tính theo công thức số mol của HNO3 bằng 4 lần số mol NO cộng với 10 lần số mol N2O cộng với 10 lần số mol NH4NO3. Thì bằng 4 lần NO này, 4 nhân 0,12 này cộng với này 10 lần 0,06 này cộng với lại 10 lần 0,06 này 1,68. Thấy chưa? Thế là mình đã được 1,68 mol nhé. Đây là một cách công thức. Cách thứ hai này, cách hai em bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Nitơ đây nhé, 1 này 0,12 nhân 1 cộng với 0,06 nhân 2 cộng với 0,66 nhân 2 cộng với 0,06 nhân 2 bằng 1,68. Thế bằng nhau chưa? Thế bằng nhau chưa? Hoàng Lê, thế bằng nhau chưa? Cùng bằng 1,68 nhé. Vậy số mol NO3 bằng 1,68 này. Thế bây giờ này, V, V, V này là V lít, V lít, V mililít mới đúng. Cho này lỗi tí. Thế thì mình có này, số mol này, mình tìm được khối lượng NO3 nguyên chất nhé. Mình có số mol, mình tìm được khối lượng NO3 nguyên chất thì bằng 1,68 nhân 63. Đến đây ta tìm được khối lượng của HNO3 dung dịch thì bằng mời chất tan là 1,68 nhân 63 chia C phần trăm là 10% thì bằng chia 0,1. Được chưa? Vậy suy ra đến đây mình tìm được V thì bằng M trên D thì bấm máy tính thôi. 1,68 nhân 63 bằng chia 0,1 bằng chia cho D là 1,26 bằng 840. Vậy đáp án đúng mình là đáp án. Ok. Em ơi, áp dụng được hết Hoàng Lệ. Vô muộn thì tí nữa Hoàng Lệ có thể học lại được nha. Không có gì phải sợ hết. Mình sang câu 36 nhá. Em hiểu bài không? Hoàng Thành Minh không gì. Câu 36 chắc là câu cuối cùng của bài ngày hôm nay thầy chữa. Tại vì thầy like cũng gần được 2 tiếng rồi. 36 là thầy xin phép các em là bài cuối cùng ngày hôm nay thầy chữa. À, mình học đến 9 thôi. Mục tiêu nhóm này của mình là cày 7, 8 thôi. Nhưng mà thầy chữa đến 9 điểm cho các em. Các em nhớ là buổi sau bảo với các bạn trong nhóm là nhớ học bài nhá. Nhớ học bài để đầy đủ, những bạn nào mà vào sau thì phải học lại nhá. Thứ hai là các em có thể rủ tất cả các bạn để vào đây học, để mà các bạn cùng biết được độ giải chất của thầy. Và cái thứ hai nữa rằng là các bạn cũng có thể giỏi hơn. Giờ thầy chữa câu 36 một cách siêu sờ nhanh. Pin thì còn 10% thôi, hy vọng là đủ. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no mạch hờ. Trong nguyên tử mỗi chất chứa hai nhóm chức, trong đó có các nhóm OH này, CHO này, COH này. Cho M gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3, thu được số mol bạc 4,05 chia cho 1,8 0,0375. Chú ý này, mỗi chất có hai nhóm chức nên là thằng H chó là loại. Bởi vì H chó loại nên là một thằng chó cho hai thằng bạc. Nên ngay tức thể tìm được số mol chó luôn. 0,0375 nhân 1 chia 2. Tính ý nhé. 0,01875. Câu này thì giải rất nhanh. Và muối amoni hữu cơ. Muối amoni hữu cơ là RCOO NH4. Do này, chó này, AgNO3 trong NH3 dư này thì nó tạo thành là nhóm COH. COH trong môi trường NH3 thì tạo thành RCO NH4. Nhóm COH cũng tác dụng với NH3 để tạo thành nhóm CO NH4, như thế để nhóm CO NH4 luôn. Thằng này là bằng 1,86 gam muối. Thôi thì cứ để R nhỉ, cho dễ nhìn. Muối toàn bộ thằng này vào NaOH dư
từ tiêu được khí NH3 0,02, suy ra toàn bộ thằng này bằng 0,02 mol này. Thế mình chú ý này, nhóm OH thì không tác dụng AgNO3 trong NH3, nên vứt nhé. Nhóm chó có này thì tạo thành CONH4 này, nhóm COH này tạo thành CONH4 này. Vậy suy ra số mol của hai thằng này chính bằng số mol của nhóm CONH4 bằng 0,02. Mà này bằng 0,01875, vậy thì tìm được số mol 0,02 trừ đi 0,01875 bằng 1,25 nhân 10^3. Đến đây các em sử dụng định luật tăng giảm khối lượng mình có. Tăng giảm khối lượng mình có nhé. Giá trị của M là hỗn hợp X. Được chưa? Thế nhóm OH giữ nguyên đúng không? Ta không đáp ứng ai của nó ăn giữ nguyên. Vậy chỉ có nhóm chó biến thành nhóm CONH4. Em nhìn kỹ, nhóm chó biến thành nhóm CONH4 là M cộng với số mol nhóm chó 0,01875. Từ chó biến thành CONH4 thì chó đây là bằng 29 này. Vứt nhóm chó đi là trừ 29. Cộng nhóm CONH4, CONH4 là bằng 44 này. Cộng với lại 14 cộng 4 62. Cộng với nhóm COH là 1,25 nhân 10^3 trừ đi, trừ cụm này bằng 45, cũng cộng với 62 luôn, thì bằng khối lượng muối 1,86. Bấm để tính ra khối lượng luôn. Học thầy nó kinh điển lắm các em ạ. Cực kỳ đáng tiếc những bạn nào không được học thầy. 1,86 này trừ đi này 0,01875 nhân vào một đơn trừ 29 cộng 62 trừ đi 1,25 10^3 nhân trừ 45 cộng 62 bằng 1,2 gam. Yes! Các em thấy kinh khủng không? Nếu kinh khủng thì comment một câu cho thầy. Đây là cách giải nhanh nhất dành cho bài này. Không phải thầy giáo nào cũng có thể dạy cho các em cách giải này. Không phải ai cũng nghĩ là cách giải này cho các em đâu. Muốn thi được điểm cao thì phải có những cách giải gì. Đấy chứ, chứ không phải là mình đi đặt ẩn giải hệ xong giải dài nửa trang đến một trang đâu. Đấy chưa? Thế nó lại chỗ tăng giảm khối lượng nhé. Mà nhìn nhé. Có phải không? Nhóm chó này của thầy biến thành nhóm COH rồi. Vậy là vứt nhóm chó đi thì là bỏ đi 29. Thêm CO4 vào thì là cộng lên 62 không? Tương tự nhé. Nhóm COH này có thể biến thành nhóm CONH4 không? Thì phải vứt nhóm COH đi không? Là trừ 45. Thêm nhóm CONH4 vào là cộng 62 không? Thì số mol đằng này thì biến đổi như này. Số mol đằng này biến đổi như này. M giữ nguyên. Được chưa? Đúng rồi em, tăng giảm khối lượng là phương pháp. Phương pháp này của bài này là do thầy nghĩ ra. Hoàng Lê nhé. Thôi có lẽ cũng khá là muộn rồi. Thầy tạm dừng bài giảng của tối nay với các em ngày hôm nay. Các em nhớ nhé, lịch học này, lịch học của mình thêm buổi nữa là vào 21:15 tối thứ 6 đấy. Thầy muốn là lúc thì thầy vẫn như bài cũ là thầy like là 28 câu bên ngoài, nhưng các em vẫn phải học nhé. Và 8 câu tiếp theo là bên trong nhóm, do lớp mình thì các em phải học hết nhé. Có lời giải full, có lời giải full. Thầy áp lên rồi mà em. Thầy áp cả quyển sách lên đấy. Mai các em ra quán photo, photo cả quyển sách để làm. Chủ yếu mình làm đều ở trong quyển sách đấy nhá. Trong nhóm ấy, vẫn còn link. Đấy chưa? Hào nhá. Thôi cũng khá là muộn rồi. Có lẽ thầy chào tạm biệt các em đây. Bye bye. Chào tạm biệt.